có thể nói hiện tại yêu xa đã chẳng phải là vấn đề khi mà công nghệ phát hành tới đậu người ta có thể hải, có thể thấy nhau mọi lúc mọi nơi, chứ chẳng phải như ngày xưa yêu quý qua thư từ, bưu thiếp. Và cũng nhờ sự phát hành của rồi in hoe ha, cách thức yêu qua mạng cũng không còn hiếm bắt gặp nữa. Các bạn có thể dễ chịu giao lưu, trò chuyện, thậm chí là cả hẹn hò ôm linh hải trước khi quyết định tiến tới ngoài đời thực. Tuy nhiên, tiện thì có tiện chứ trỗi thì cũng lắm, vì chẳng ai giúp bạn kiểm chứng được người ở đầu bên kia màn hình có thực sự như những gì họ bộc lộ cho bạn thấy không. Đó là lý do, cứ lâu lâu chúng ta lại được đọc những câu chuyện đầy nước mắt của các nạn nhân rủi ro phải ăn cú lừa vì hẹn hò qua mạng, giống như cô gái trong chia sẻ dưới đây. Trước đó, cô gái trong câu chuyện vẫn nghĩ mình may mắn khi được hẹn hò với một anh chàng điển trai như thể idol Hàn Quốc thế này. Cô gái tội nghiệp của chúng ta đã từng cho rằng mình y hệt nữ chính trong phim khi vô tình cất ha được một anh chàng cực kỳ đẹp trai qua mạng. Cả hai tình cờ cất ha biết nhưng đã ngay lập tức bị lôi cuốn bởi đối phương nhờ những cuộc trò chuyện ăn ý. Vì rất có cảm tình với nhau nên sau một thời gian, hai người đã gửi ảnh cho nhau như một cách để làm tin. Nhìn những bức ảnh chàng trai gửi mình, cô gái phấn chấn vì ngỡ mình đã dế được mối ngon, bởi thực sự trông anh chàng trong hình rất ga nhìn, thậm chí chẳng thua tầm thường idol Hàn Quốc nào. Vì khoảng cách xa xôi, đôi bạn trẻ chấp nhận cảnh yêu xa qua mạng tới tận 3 năm trời mới quyết định hẹn bắt gặp trực tiếp ở ngoài. Thế nhưng, bao tình cảm, công trạng bỏ ra nhưng cái kết thu lại dường như chẳng đẹp cho lắm. Thế nhưng, khi bắt gặp ngoài đời, mọi ảo tưởng trong cô gái đã dở tan tành. Bị lừa rồi. Chính là suy nghĩ trước tiên hiện lên trong đầu cô gái vào khoảnh khắc diện kiến dung nhan thật của bạn trai ngoài đời. Không có nét gì điển trai như hình, anh chàng mà cô gái đang hẹn hò bên ngoài trông hết sức bình thường. Cô gái cực kỳ sốc, thậm chí chối bỏ sự thật nhưng qua xác nhận thông tin, cô nàng buộc phải thừa nhận qua boy mình nhớ nhung 3 năm qua hóa ra chỉ là sản phẩm của Photoshop, ác chụp ảnh. Vì rất bế tắc nên ngay sau buổi bắt gặp trước tiên, cô gái đã cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai, đồng thời tự hứa rằng sẽ không bao giờ yêu qua mạng nữa. Câu chuyện sau khi được đăng tải một lần nữa nhắc cho người ta nhớ kỹ về tỷ lệ rủi mà chúng ta có thể bắt gặp phải khi yêu quý ôm linh hải như vậy. Một số ý kiến thì cũng cho rằng, cô gái không nên quá ảo tưởng vào ngoại hình của một người mà nên chú trọng vào nội tâm của người đó hơn, vì rõ yêu được 3 năm chứng tỏ hai người phải rất hợp nhau.